Xin chào các bác nhé. Vừa quay chi tiết cho các bác xem cái ốp kính xe VinFast VF5 mới nhất hiện nay. Đây là mẫu này là mẫu silicone như thế nhé, có bằng nhựa silicone này, các cái đường viền của nó màu vàng để ra làm cho cái màu của cái gì nó đẹp hơn. Đó, bên ngoài đầy đủ cái nút bấm như nút mở cửa này, nút mở cốp này và nút lốc này, khóa này. Bên em bán thì kèm thêm một cái móc để mình móc một quần hay là mình móc và treo các cái móc khác nhau. Đó, nắp này rất dễ các nhà sâu vàng. Đó, cái tủ vít này mình bắt cái tủ vít ở trên cái này. Đó, trên cái tủ vít này là sau mình xiên ra là nó rất đẹp vừa vặn cái chuẩn 100% thôi. Quá này. Đó, địa chỉ shop ở đây là trên nha.